vì tỏ tình thất bại. Nhưng thật ra anh cũng vậy. Anh Trịnh Kỳ dùng bản chữ để tỏ tình, trong khi Lệ Trữ lại là cô chủ hiệu sách đầy tính nghệ sĩ, có ổn không? Đó không phải là tỏ tình, mà là xin lỗi. Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi? À, em nghe nói vào hôm lễ tình nhân, Trịnh Kỳ ở cùng một vài nữ nhân viên. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Lệ Trữ biết rồi sao? Em bắt đầu phân vân coi có nên giúp Trịnh Kỳ hay không. Trước buổi tối ngày hôm qua thì hai người họ vẫn chưa phải người yêu. Việc Trịnh Kỳ đón lễ tình nhân với ai đều không có gì sai. Nè, anh đang nói giúp anh ấy hay là anh thật sự nghĩ như vậy hả? Ông đón lễ tình nhân với người con gái khác rồi lại muốn theo đuổi Lệ Trữ, vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Trịnh Kỳ là bạn của chúng ta, nhưng Lệ Trữ cũng là bạn mà. Như vậy thì tội nghiệp cô ấy quá đó. Tiểu Tưởng à, lát nữa cứ thu trước một ít tiền nhà là được rồi, không cần bận tâm đâu. À phải rồi, tôi nhắc cậu một chuyện, nhớ là nói chuyện tự nhiên một chút, đừng giống như lừa đảo là được. Vậy nha. Hôm nay em vô giống như là trúng số vậy. Của anh nè. Vậy em mời Liễu Liễu và Song Nghi đến nhà mới chơi nha. Em làm long trọng một chút, mời chị họ và bạn trai của chị ấy đến dùng cơm nữa. Hả? Em phiền nhà người ta cũng lâu rồi, anh muốn thể hiện một chút thành ý. Vậy em sẽ mời. Em mời sao? Không biết là sau khi em thuê nhà xong, trong túi còn bao nhiêu tiền nữa. Cũng đúng à. Vậy thì anh mời đi nha. Nói tới việc mời khách, ngay cả tiền ăn cơm tối nay em cũng không còn nữa. Hay là em cho anh cơ hội mời em ăn tối nha. Xem em thể hiện sao đã. Anh ơi, em năn nỉ anh mà. Được rồi, em muốn ăn gì nè? Anh tự chọn đi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cô là Tiết Sam Sam ở phòng tài vụ có đúng không? Dạ phải, tôi là Tiết Sam Sam. Chúng ta có phải là đồng nghiệp hay không vậy? Tôi làm ở bộ phận nghiên cứu. Lúc trước trong công ty tôi có gặp cô mấy lần. Mà cô không nhớ tôi hả? Nhớ chứ, nhớ chứ. Cô là Hoàng Ngọc. Cô sống ở đây sao? Tôi mới vừa dọn tới đây. Cô cũng sống ở đây hay sao? Không phải, tôi ở xóm nhỏ bên kia kìa. Ồ, vậy xem ra chúng ta là hàng xóm rồi. Đúng sau vậy. Này có gì giúp đỡ lẫn nhau nha. Vậy vậy tôi đi làm trước nha. Cô đi đi, bye bye. Tạm biệt. Bye bye. Nè, cô nghe nói gì chưa? Thư ký Tạ Lợi của giám đốc Ngôn vì chuyện người tình bí mật mà phải cuốn gói đi rồi đó. Thật hả? Sau ngày lễ tình nhân, tôi thấy chủ tịch đều đưa cô ấy đi đi về về. Tình đã đụng khắp tập đoàn rồi mà. Sáng nay Hoàng Ngọc bên bộ phận nghiên cứu đã nhìn thấy nhà mà cô ấy mới dọn vào. Mới đó mà đã có nhà riêng rồi, lại còn được đưa đi đón về nữa chứ. Chuyện đó thật hay giả vậy? Là thật đó. Tôi thấy cô ta cũng bình thường thôi mà, tài năng thì lại càng không có. Tôi nghĩ chắc là chủ tịch bị bỏ bùa rồi đó. Mà nè, chúng ta đứng đây trang điểm để cho ai coi chứ? Điều cần làm trước mắt bây giờ là chúng ta cứ lo tốt công việc của mình là được. Căn nhà đó cũng được tặng rồi. Tôi thấy Tiết Sam Sam xem ra cô ấy gặp may thôi.
Cô nói xem bây giờ chủ tịch đó có tặng bao nhiêu căn nhà cho người đẹp mà không được hả? Thì tất nhiên rồi. Nhưng mà tôi thấy những cô gái xinh đẹp đào mỏ xong thì lại rút lui hết thôi. Ừ, đúng đó. Tôi nghĩ việc cô ta có thể vào nhà họ Phong được hay không thì lại là chuyện khác đó bạn Hiền ơi.